Có lẽ trong số những khán giả xếp hàng chờ xem bộ phim Barbie phát hành năm 2023, chẳng có ai mảy may nghĩ tới những vấn đề địa chính trị. Nhưng bộ phim bom tấn màu hương dựa trên một loại búp bê đồ chơi trẻ em này dường như đã gây ra một cuộc tranh cãi quốc tế xoay quanh một vùng biển có nhiều tranh chấp nhất trên thế giới, khiến bộ phim bị Việt Nam cấm cửa và Philippines tiến hành kiểm duyệt. Phân đoạn gây nhiều tranh cãi cho thấy nhân vật chính của bộ phim do Margot Robbie thủ vai đứng trước một bức vẽ hoạt hình về bản đồ thế giới. Kể từ lần đầu tiên xuất hiện trong trailer của bộ phim, cảnh này đã gây ra sự lên án ở nhiều nơi ở Đông Nam Á vì được cho là mô tả cái gọi là đường chín đoạn. Được sử dụng trên các bản đồ do Trung Quốc phát hành từ năm 1947, đường đứt đoạn này thể hiện các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, chồng lấn với các vùng lãnh hải được công nhận của các nước láng giềng như Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei. Phần phía Tây Thái Bình Dương này bao gồm các tuyến đường vận chuyển quan trọng, chiếm tới 1/3 lượng hàng hóa vận chuyển theo đường biển của thế giới, với tổng giá trị thương mại hàng năm là hơn 3.000 tỷ đô la. Nó cũng chứa trữ lượng lớn dầu, khí đốt tự nhiên và các khoáng sản chưa được thăm dò, khai thác, cũng như nguồn cá mà người dân xung quanh dựa vào đó để sinh sống. Tầm quan trọng kinh tế như vậy đã biến khu vực này thành một ban cứ căng thẳng với các hoạt động chiến lược và đối đầu quân sự hóa liên quan đến các bên tranh chấp. Bắc Kinh khẳng định rằng yêu sách của họ xuất phát từ quyền lịch sử và rằng Trung Quốc đã thực hiện quyền kiểm soát kinh tế và quân sự đối với khu vực này kể từ thời nhà Hán. Tuy nhiên, thực tế lại phức tạp hơn. Vì hàng trăm hòn đảo nhỏ, dã san hô và bãi cạn trên biển hầu hết là đá không có người ở, nên khu vực này không có khu dân cư hoặc tiền đồn lâu dài trong phần lớn lịch sử của nó. Hơn nữa, các ghi chép lịch sử khác cho thấy một số vùng đất này nằm dưới sự cai trị của Việt Nam. Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn trong thế kỷ 19 khi phần lớn khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của các thế lực thực dân bên ngoài. Sau khi Nhật Bản rút quân khỏi Đài Loan sau Thế chiến thứ hai và sự chấm dứt cai trị của Pháp ở Đông Dương sau đó, các chính phủ mới trong khu vực đã vội vã đưa ra yêu sách của mình. Trớ trêu thay, yêu sách của Trung Quốc ban đầu được đưa ra bởi chính phủ Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Loan, một trong số ít các vấn đề địa chính trị mà Bắc Kinh và Đài Bắc cùng đồng thuận. Bắc Kinh coi Đài Loan tự trị là một tỉnh bất trị có thể bị chiếm lại bằng vũ lực. Nhưng dù có tìm thấy điều gì trong kho lưu trữ, các tuyên bố lịch sử đều không có giá trị trước luật hàng hải quốc tế. Thay vào đó, ranh giới trên biển được xác định theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, hay còn gọi là UNCLOS, được Trung Quốc và các quốc gia yêu sách khác phê chuẩn. Bên cạnh đảm bảo việc đi lại an toàn trên vùng biển quốc tế, hiệp ước còn xác định lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia là vùng mở rộng nhất định tính từ bờ biển thuộc lãnh thổ chủ quyền của quốc gia đó. Năm 2016, Tòa án trọng tài trong vụ kiện do Philippines khởi xướng đã bác bỏ đường chín đoạn vì cho rằng đường này không có hiệu lực pháp lý, trong một quyết định bị cả Trung Quốc và Trung Hoa Dân Quốc chỉ trích. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc đặc biệt mập mờ về việc họ đòi những quyền cụ thể nào đối với khu vực được giới hạn bởi đường chín đoạn. Một cách giải thích phổ biến là thay vì tuyên bố độc quyền kiểm soát các vùng biển, Trung Quốc khẳng định quyền chiếm đóng và phát triển bất kỳ vùng đất nào bên trong những đường đứt đoạn này. Theo UNCLOS, vùng đất nổi lên trên mặt nước khi thủy triều lên và có khả năng duy trì sự sống của con người có thể được một quốc gia tuyên bố là lãnh thổ đảo, có lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế riêng. Không còn đảo nào ở Biển Đông được công nhận là đáp ứng các tiêu chí này, cũng như không áp dụng cho các đảo nhân tạo. Điều đó không ngăn được các quốc gia cạnh tranh cố gắng tạo ra một thực tế mới trên thực địa thông qua các dự án xây dựng và bồi đắp quy mô lớn, xây dựng đường băng và căn cứ quân sự. Việc quân sự hóa sâu rộng này đã dẫn đến nhiều cuộc đụng độ giữa binh sĩ hải quân cũng như làm chết các ngư dân khi họ đi vào các vùng biển tranh chấp. Vậy, những điều này có liên quan gì đến Barbie? Có lẽ là không nhiều. Hình vẽ trong phân cảnh này trông chẳng giống bất kỳ tấm bản đồ trong thế giới thực nào và những đường đứt nét trong phim chỉ có 8 đoạn. Chúng chỉ là một trong nhiều nét nguệch ngoạc dường như nhằm thể hiện lộ trình của nhân vật. Nhưng ngay cả khi không ai thực sự tin rằng Barbie có ý đưa vào một tuyên bố về địa chính trị châu Á, thì vụ việc này mang lại cho các chính phủ trong khu vực cơ hội để khẳng định lại tuyên bố của mình và củng cố lòng yêu nước của họ. Và trong khi các nước láng giềng của Trung Quốc có lý do chính đáng để phản đối đường chín đoạn, các nhà phê bình lo ngại rằng lệnh cấm này chỉ là một cái cớ để kiểm duyệt hơn là một mối lo ngại thực sự.